Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng hôm nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2021. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe và hạnh phúc. Các bạn thân mến, giá vàng nối tiếp đà tăng khi lạm phát tại Mỹ có thể sẽ leo thang trong thời gian tới. Giới đầu cơ đã tranh thủ lướt sóng vàng nhằm tìm kiếm lại lợi nhuận. Các quốc gia có nền kinh tế lớn phải mất rất nhiều thời gian mới khắc phục được chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy do Covid-19. Trong khi đó, thị trường vàng trong nước sôi động mạnh trong những ngày vừa qua. Giá vàng liên tục được các doanh nghiệp niêm yết ở những mức cao trong vòng 2 tuần. Chỉ tính từ đầu tuần cho đến nay, mỗi lượng vàng SEC đã tăng thêm hơn 2 triệu đồng một lượng. Một số chủ tiệm vàng cảnh báo, giá vàng SEC hiện nay đang cao hơn vàng thế giới gần 10 triệu đồng một lượng. Đồng thời, nguồn cung vàng miếng hiện đang không rõ ràng, người dân mua vào vào thời điểm này là hết sức rủi ro. Bởi nếu giá vàng thế giới bất ngờ đi xuống, thì những người đang găm giữ vàng sẽ ồ ạt bán ra, khi đó giá vàng trong nước sẽ giảm rất mạnh. Sau đây là bảng niêm yết giá vàng trong nước tại thời điểm sáng nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá ở chiều mua bán 60 triệu 150 000 đồng một lượng và 60 triệu 850 000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội có mức giá ở hai chiều mua bán 60 triệu 150 000 đồng một lượng và 60 triệu 870 000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC vẫn giữ nguyên mức 700 000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá ở chiều mua bán 60 triệu 150 000 đồng một lượng và 60 triệu 750 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội có mức giá ở hai chiều mua bán 59 triệu 900 nghìn đồng một lượng và 60 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 600 cho đến 800 nghìn đồng một lượng. Vàng PNJ tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá ở chiều mua 60 triệu đồng một lượng, chiều bán 60 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Vàng PNJ tại Hà Nội có mức giá ở chiều mua 60 triệu 050 nghìn đồng một lượng và chiều bán 60 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG khoảng 800 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại phú quý SJC mua vào tại mức 60 triệu 200 nghìn đồng một lượng, bán ra 60 triệu 850 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tiến Minh Châu có mức giá ở chiều mua 60 triệu 200 000 đồng một lượng Chiều bán 60 triệu 800 000 đồng một lượng Tại Mì Hồng SGC mua vào tại mức 60 triệu 200 000 đồng một lượng Bán ra 60 triệu 600 000 đồng một lượng Giá vàng SGC tại một số ngân hàng Tại ngân hàng Exim Bank có mức giá ở chiều mua 60 triệu đồng một lượng chiều bán 60 triệu 500 000 đồng một lượng tại ngân hàng ACB có mức giá ở chiều mua 60 triệu 100 000 đồng một lượng chiều bán 60 triệu 800 000 đồng một lượng tại ngân hàng SCB có mức giá ở chiều mua 60 triệu đồng một lượng chiều bán 60 triệu 800 000 đồng một lượng tại ngân hàng TPBank Gold ở chiều mua có mức 59 triệu 900 000 đồng một lượng chiều bán 60 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhắc nhở các tỉnh thành. Mức giá ở chiều mua từ 60 triệu 120 nghìn đồng một lượng đến 60 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Chiều bán có mức giá từ 60 triệu 850 nghìn đồng một lượng đến 60 triệu 900 nghìn đồng một lượng. giá vàng bốt số 9, vàng nữ trang STC Nhận bốt số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ có mức giá ở chiều mua bán 52.900.000 đồng/lượng và 53.600.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang bốt số 9, mức giá ở hai chiều mua bán 52.600.000 đồng/lượng và 53.300.000 đồng/lượng. Vàng nữ trang 24K có mức giá ở chiều mua 51.672.000 đồng/lượng, chiều bán 52.772.000 đồng/lượng. Vàng đi trang 18K, mức giá ở hai chiều mua bán: 38.129.000 đồng/lượng và 40.129.000 đồng/lượng. Vàng đi trang 14K có mức giá ở chiều mua bán: 29.227.000 đồng/lượng và 31.227.000 đồng/lượng. Vàng đi trang loại 10K có mức giá ở chiều mua: 20.378.000 đồng/lượng, chiều bán 22 triệu 378 000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới biến động khá mạnh khi lạm phát tại Mỹ có thể kéo dài. Các quốc gia có nền kinh tế lớn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khắc phục được chuỗi cung ứng hàng hóa đã bị đứt gãy do đại dịch Covid-19 gây ra. Từ đó, giá nguyên liệu sản xuất không thể hạ nhiệt trong ngắn hạn, áp lực gia tăng lạm phát toàn cầu vẫn còn rất lớn. Thế nên, ngay tại thời điểm này, không ít nhà đầu tư kiên định nắm giữ vàng nhằm giảm thiệt hại có thể đến từ lạm phát. Số khác thì đưa thêm vốn vào kim loại quý giúp cho giá vàng tăng mạnh. Phiên thứ 6 ngày 12 tháng 11, giá vàng đã giằng co tại vùng 1860 đô la. Một số nhà đầu tư chuyên lướt sóng vàng đã chấp thời cơ bán ra thu về lợi nhuận. Giá vàng thế giới đã giảm hơn 15 đô la Mỹ, xuống vùng 1845 đô la Mỹ một ao. Có lẽ mức giá này là phù hợp nên những người muốn nắm giữ vàng đã mạnh tay đưa vốn vào thị trường. Lập tức, giá vàng đã bật tăng mạnh hơn 25 đô la Mỹ một ao, từ vùng 1845 đô la lao lên 1868 đô la Mỹ. Sau đó, sức mua đã khương lại, giá vàng đã chốt phiên toàn tại Mỹ ở mức 1864 đô la Mỹ một ao. Theo giới phân tích, việc Mỹ công bố lạm phát tính theo năm lên tới 6,2%, đây là mức cao nhất trong vòng 30 năm qua, đã tác động mạnh đến giá vàng. Ngay khi dữ liệu này được công bố, thị trường dự báo vấn đề lạm phát sẽ còn tiếp tục mở rộng đến năm 2022 do đà tăng của giá nguyên liệu sản xuất chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông Philip Chable, Chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futuri nhận định Rất nhiều nhà đầu tư đã chờ đợi điều này Vàng đã làm chính xác những gì nó được cho là phải làm Đó là bảo vệ các nhà đầu tư khỏi lạm phát gia tăng Các nhà đầu tư bắt đầu có niềm tin rằng Mốc 1.900 đô la Mỹ một ao của giá vàng sẽ đạt được trong tầm tay Và thậm chí có thể còn cao hơn trong bối cảnh Dịch Covid-19 vẫn phức tạp và lo ngại về lạm phát gia tăng ở tại thị trường Việt Nam, do lo ngại lạm phát đi lên nên nhiều người tìm đến vàng nhằm bảo toàn vốn, do đó giá vàng đã có những phiên tăng rất mạnh và lập kỷ lục mới. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021. Một lần nữa, Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.